Rồi, ở đây mình thấy là đề yêu cầu à, trong các trường hợp à, Trường hợp A và trường hợp B đúng không? Dưới đây, dưới đây thì giờ trường hợp nào có sự phân bố electron vào các orbital tuân theo và không tuân theo quy tắc hình Thì lúc này mình có được cái hai trường hợp Bây à, giờ tôi, tôi sẽ đi từ trái sang phải trước Nguyên tắc đó, nên trong quy tắc hình đó, cho tức là trong bao vuông à, 3 orbital nguyên tử đúng không? Bao vuông của của cái phân lớp B chẳng hạn phân lớp B là rất rất là hay cho trong đề luôn phân lớp A thì quá dễ phân lớp phân lớp S thì nó quá dễ phân lớp D thì nó quá khó chỉ có phân lớp B là vừa sức nhất bởi vì đề nó thường hay cho tập trung vào phân lớp B à, đó là 2B hay là 3B gì đó thì đây mình sẽ có được như thế này đây là điện từ trái sang phải ha một à, một e này hai e này ba e, này, ba e đúng không tất cả đều ba này đã đi hết à, đi hết cái orbital thì phải chỉ lên sau đó tới thằng electron thứ tư thì bắt buộc phải chỉ xuống do đó trường hợp a này là hoàn toàn chính xác ha trường hợp a này đúng 100 luôn rồi tương tự qua trường hợp b đầu tiên là một chỉ lên này sau đó là hai chỉ chỉ lên hai vẫn chỉ lên nha lúc này phải đi hết luôn lúc này cũng phải chỉ lên nhưng cái thằng trường hợp b các bạn thấy ở cái ô vuông thứ ba này đúng không nó không hề có chỉ lên à do đó trường hợp này là là sai và nó vi nó nó vi phạm cái quy tắc nó vi phạm cái quy tắc hình ở đây đó là gì à, số e ở trong độc thân không là tối đa các bạn thấy rõ hầu như không có ở trong độc thân luôn tôi nhắc lại nha trong cái trường hợp này á, thì rõ ràng mình nhìn thấy á, là không có ở trong độc thân không hề có ở trong độc thân luôn mà tất cả đều là ở e trong ghép đôi hết có bốn ở e trong ghép đôi trong, trong trường hợp b không có ở trong độc thân là trường hợp này sai do đó đây mình kết luận cuối cùng á, là trường hợp b thì là sai trường hợp b là sai còn trường hợp a thì nó nó đúng rồi vậy thôi chấm hết